Xin chào mọi người đã xem kênh Diệu Anh TV của Tiên Ngang. Hôm nay mình sẽ làm món gỏi cuốn tôm thịt chấm mắm nêm. Đây mình có tỏi ớt, hành gừng, khóm, rau sống đủ loại, tôm thịt dưa leo với lại tàu hũ nữa nha. Bây giờ mình sơ chế nha mọi người. Tàu hũ thì mình sẽ chiên sơ qua cho nó giòn, nó vàng lên cái nha mọi người. Đây, chiên nó vàng giòn như vậy là ngon rồi đó nha. Nước sôi mình cho hành, gừng, các kiểu vô để mình luộc thịt của mình cho nó thơm á. Để nó sôi cái đã, nó chưa sôi. Mình cho thịt vô nha. Nên mình mua cục thịt ba rọi thiệt ngon. Đùi kẹp đùi chết rồi. Mình vớt cả nha mọi người. Rồi, mình dùng cái nước này mình luộc tôm luôn nha. Tôm chín bây giờ mình bỏ ra nha. Bây giờ mình sẽ xắt thịt nha. Bây giờ mình làm nước chấm nha, mắm nêm. Miếng bột ngọt vô, trời ơi nó thơm, trời ơi. Đường, tỏi, ngửi một cái là nó chắc ngất luôn. Xả, cơm, trộn đều lên nha. Nghe tiếng ai quen quá ta. Mình bỏ thêm miếng ớt vô nha. Rồi, nướng nước miếng. Quá xá, quá xá ngon. Mình cho vô đây một tí xíu nước nữa. Mình cho miếng nước chanh vô nữa. Chanh chanh, mâm gỏi. Ủa, cái gì vậy mẹ? Cái này cái gì đây? Cái gì vậy? Chả chiên. Rồi, chả chiên này chắc là hôm bữa làm chả giò còn dư rồi nắng để cũng ăn luôn cho nó ngon á mọi người. Với lại mình gói rau nha, rau sống đủ loại, quế, rau thơm, xà lách các kiểu rồi mình ăn kèm với bún nữa. Quá là xuất sắc luôn. Ủa, các dĩa bún đài. Tàu hũ nữa đó mẹ, đúng rồi. Mời mọi người cùng ăn gỏi cuốn tôm thịt với hai mẹ Mai Long và Tiên nha. Mày đi xe ăn đi mẹ. Nè mày đi xe. Sao rồi nãy mày mà đến tay yếu bốn nè. Bà xui bữa nào cũng làm món ngon chắc giả quá ha. Ăn đi mẹ. Tôi làm miếng khóm tráng miệng trước hả? Ai cũng đem bao tay sẵn sàng hết trơn, còn có mình Tiên chưa đeo. Hay. Hay. Rồi làm thử miếng, ai muốn gói bún xeo tàu hũ, thịt luộc, thịt chả, khóm. Anh muốn ăn sao ăn nha. Anh muốn gói sao gói nha. Rồi. Đây nè mẹ. À đúng rồi. Rồi. Bánh tráng thì mình sẽ nhúng sơ qua nước nha mọi người. Opa, muốn chết là sợi không? Ừ, ít à. Chị đừng lấy nước miếng cái liếm như bữa hổm nha. Chờ bữa này cho đông một Chimuro. Hãy không? 저번에 친구로 붙었어요. 내 chồng đi chứ. 내 chồng đi nghe nói khỏi hàng luôn. Nghe nói thằng con trai của mình. Lại. Nghe thằng con trai của mình đừng lấy nước miếng dán bánh tráng. Rồi, ăn đi mẹ. Để dĩa bún qua đây cho rồi xui chứ. À, đây. Dĩa bún. Bún đây. Đó. Để chấm nha. Bánh tráng này phải lẻ lẻ mới được tôi. Chứ mà câu giờ là nó dính liền lại luôn á. Hai cái gì trên này vậy? Cái này ha, làm nhắc giá dữ bà. Miếng tàu hũ ơi. Miếng rau thơm vô, rau quế vô. Thì khoái ăn quế. Thôi,
Chị cuốn miếng à. Nó cuốn dài dài. Sáng nay ăn gung quá ta. Như dâu mà mới về nhà chồng mà ăn với má chồng lần đầu. Gung cỡ đó. Ở tê á. Ngon mẹ. Ấm quá nó được rồi mà xin ấm quá sao đó. À, mẹ thấy lần đầu ăn cái món này luôn mà ngon quá nè. Y sốt sữa tê, y sốt sữa. Nước chấm này làm sao má? Chắc có sốt sữa nè. À đúng rồi. Má dòng thì nói nước chấm kiểu mắm. Má tê à? Mắm tất chứ là mà đó. Mới gắt tên người ăn ta. Ngon. Mẹ thấy nó nước chấm mặc dù không biết là bỏ cái gì vô đó nhưng mà ê, không biết là không biết làm á nhưng mà biết là bỏ cái gì vô đó. Cái đó mở nó lên chia ở đây á, mà hay bơ xe á. Ngon. Sốt nè. Cô chú tôi có thằng găng tôi cùng. Nên tôi nói là mẹ nó kể thử coi. Mà anh tôi mẹ nói là tỏi, gừng, ớt gì đó. 그게 양념은 소스는 비슷하다 했다. 이제 이게 파인애플. 그러니까 뭐가 이제 그게 뭐가 들어가나 문제지. 음. Mẹ nói nước chấm cũng vòng vòng tỏi ớt gừng mắm đường kiểu kiểu vậy. Này ăn ngon lắm mọi người, dễ ăn. À, vừa có rau, vừa có tôm, vừa có thịt nữa. Món này dễ ăn. Đó, cái khóm này ngon thiệt chứ. Ngon thích sức. Được rồi. Chị hỏi mẹ cần khăn nước không mẹ nói không? Không cần. Để dao vô nó cũng mềm. Ướt á. Ướt. Dạ che cứ nhân ấn cho tổ. Cứ đi bộ. Á là sơ. Nó qua trời. Mua thì sơ sơ. Nó tổ thấy là Đồng ý là mà đồng chí chẳng nè. Mà xin ngon. Mà đâm. Không nói gì chứ. Ăn không. Ok, hãy xe á. Cái này chủ nhật mới có đầy đủ nhà cái ngày thường này. Ừ. Đi làm chia ra. Tàu chiên giòn. Dính lại vậy. Công nhận mắm đi mì ngon thiệt. Bên này bán miếng tàu hũ mà dùng loại đậu của Hàn Quốc là tới 80 ngàn miếng. Bảy mấy 80. Còn tàu hũ của em dùng đậu của Mỹ thì có 40-50 thôi. Bên Việt Nam mình tàu hũ chiên gọi có 5 ngàn miếng không nè. Đơn giản gì không nữa được, cũng ngon lắm.
làm miếng bún ấy. Ý nhiều quá. Ôi, mẹ chồng tiếng hết biết hiểu, hiểu lẽ ý rồi. Ông này muốn chi bà rơi xin này hả? Có rất muốn chi đồng cơ nào mà được chứ mà lì à, mấy xin này. Mẹ đi đó, tao sống cỡ này mà còn nhìn không được nữa, tao nghĩ luôn. Có rất muốn chi đồng xin pháp tôi muốn rồi. Cốm này ngon à, khoai nếp vừa mà chích trọt. Khoai nếp vừa tan. Khỏi gần gối chân trắng ăn không cũng ngon. Cái cải này nè. Đi sang chụp kim chi mà anh đưa tôi mà chết chợ. Anh nhớ. Đi sang chụp ấy bộ. Cái đó. Bẹt chợ. Bẹt chợ. Cái này, cái bẹt chợ. Cái chết đi. Cao không? Cái này mình trộn sơ sơ qua, trộn xương á mẹ. Ăn cũng ngon lắm nha. Cái này nè. Mình trộn xương qua. Muối sỏi á. Chỉ muối sỏi ăn ngon lắm mà. Và cái nước chấm mắm nêm này mà chấm là phải vớt thêm miếng tỏi, miếng ớt, miếng khóm dính dính vô trong nước chấm nó chấm mới đã nha. Rồi cho bà xem. Cảm ơn các bạn. Có khóm trong chừng đi ăn quần. Mẹ tiên kiểu kiểu tốt tính lắm mọi người, kiểu tuy nó không ngọt ngào nhưng mà cái bụng tốt á, xuôi da các kiểu rồi. Cái gì chứ là thấy vậy chứ là mẹ tiên được lắm á, ở đời được lắm á, hay mẹ ha. Thôi đừng khen để người ta khen. Mẹ người ta mèo khen mèo về đuôi người ta cười chết. Không, con đâu có kiểu vậy. Có con mới nói chứ không có thì sao nói được. Không có nó nói mắc cỡ lắm. Ồ, cái này đẹp này bà Xuân. Ừ. Yêu cái dẹp của tao rồi hè. Bạn khóm vô. Pha nếp vừa chưa chưa, chưa có khóm. Đã quên bỏ khóm vô rồi. Và anh này pha nếp vừa anh nữa sao? Rồi. Nước mắm còn nhóc rồi. Còn thì tôi cũng để ít ăn nước mắm hơn mình. Chị của anh bà Đồng với mẹ chồng còn nước mắm không như bằng mình ha. Mình trắng rồi mình vớt cái mình ăn luôn. Con là ăn hao nước mắm nhất. Là con khoái nước mắm lắm. Trời ơi, tôi ăn món gì thì phải có nước mắm nha mọi người. Cái mốt mà đi nước ngoài như lịch mình đi mấy nước châu Âu chắc tôi đem theo một lọ muối tiêu chanh sẵn. Với muối ớt chanh sẵn. Nước mắm luôn. Nó không biết người ta cho đem không biết. Nói chung là đem muối ớt với muối tiêu sẵn để đi đâu xin người ta lấy mình đó rồi nặng vô ăn cho dễ. Ăn hải sản ăn nặng nọ rồi để chấm ngon. Mà nói vậy thôi biết chừng nào có tiền đi. Ước mơ được đi du lịch châu Âu. Châu Âu là ở đâu? Châu Âu nằm cái bên châu Đốc đó mẹ. Bây giờ thí dụ như mình không đi châu Âu được thì mình về mình đi châu Đốc cũng được. Nó cũng có cái châu của chồng.
còn cái còn mà không đi Châu Đốc được thì đi Châu Thành, Châu Thành Hậu Giang đó, gì gần à, cái đó gần sát bên. Châu Thành là ráp danh, là ráp danh với lại chỗ của Tiên Kiên Giang á. Chỗ Tiên ở là Kiên Giang, tuy là Kiên Giang nhưng mà nó giáp ganh với hai tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang rất là gần luôn. Cái bạn của Tiên hồi đó là từ Bạc Liêu mà đạp xe qua gần nửa tiếng đi qua bên Tiên đang đi học trường phổ thông á mọi người, đi phà qua. Nói chung là đều cách nhau một con sông cái hết, con sông cái là từ nhánh sông Mekong đổ về á. Là qua bên đây xong là Hậu Giang, qua bên kia xong là Kiên Giang, qua bên đây xong là Bạc Liêu, qua bên kia xong là Kiên Giang. Teo hết rồi bởi gót được. Thành nó còn lo chờ bố tha cho chị. Chị Tư có giọng cười mắc cỡ dễ thương nha. Nó không nổi đi. Mẹ chồng nói có gì đâu bà, nó quéo lại thì mình ăn theo kiểu quéo. Bữa thì ăn theo kiểu quéo. Trời, anh ba bữa nay anh không nói một câu nào. Trời, ui nước mây hắn mới thở nè ô ba cà. Nói chứ anh mới ngủ được dậy á, mọi người nên còn xe ke. Tiên kêu dậy ăn, đang ngủ, lôi đầu dậy kêu ăn. Có ngày trong nhật nghỉ ngủ. Cho ta gọi in là sờ từ đấy. Hả? Ô ba. Cho ta gọi in là sờ từ đấy á. Ở như. Đúng không ạ? Hả? Con gái nó cà nấm và nấm. Chúng ta thấm rồi kìa. Mà hạt cá. Dạ bố là sắp. Ok. Ăn cuốn rồi bà. Ông mày nướng mà sợ cho cả. Ăn cuốn rồi bà. Chắc được muốn ăn đã. Mẹ chồng tụi con, mẹ chồng tụi nói no quá trời no rồi. Mà bà xui. Ăn cuốn đi bà, ăn cuốn nữa đi. Cười muốn chết luôn. Ngồi kế bên gói cho quá trời luôn. Cái đó tụi mở, cái đó tụi mở. Thôi thì mua đâu cũng vui. Trời ơi, đang ăn mà con gái Tiên viết thư gửi Tiên đâu mà Tiên chưa bắt tờ vô anh kìa. Nè, con gái Tiên gửi thư cho Tiên này mọi người để coi nó viết cái gì nha. Cô trời. Ít là một sơn nào. Nó viết cái gì ta? Dạ, bà ít là một mà ít là một sơn chú nào nè. Ngược cô. Ờ, nó viết ngược má ơi. Đi ngược cô. Đi cực cú đồ chắc là sồ. Wow, đi hai vô đi chè nướng. Mạnh nè. Mới dù chứ có cú đồ chắc là. Viết chữ mà viết ngược luôn mọi người. Cũng đúng cái chữ đó mà viết ngược luôn. À, cái ngôn ngữ này là của kiểu như là người bình thường là không đọc được. Không, nhưng mà nó viết đúng nghe, nó viết đúng cái bảng chữ cái của tiếng Hàn. Nhưng mà nó viết mấy cái từ nó ráp lại nó không có nó không nhìn đỏ mắt. Cái tên có cái gì nè. Đúng rồi, nhưng mà nó viết ngược. Có nhầm một nắp. Ví dụ như là chữ N thì nó viết ngược rồi, chữ N, chữ M thì nó viết thành chữ W kiểu vậy á. Mọi người. Cần cái gì ta? Bạn đây chân thật cứ đi cơ sở. Bây giờ đọc xuôi cũng được, đọc ngược cũng được. Cũng cảm ơn con nghe. Cảm ơn sao mấy ta. Hay là có đẹp chút gì cho. Bà nội kêu viết cái đẹp đẹp đi con. Ngon không? Con chưa no. Nhưng mà mẹ chồng Tiên no rồi. Ăn cũng gần hết rồi mọi người. Để tại vì mẹ chồng Tiên ăn nhiều hơn Tiên. Bà ăn hồi nãy giờ cả chục ngoài cuốn, chục cuốn mà. Nhiều lắm không? Bà Tư gói, bà mẹ Tư gói cho quá trời luôn. Bà xui đó. Ăn quá no. Trời một trời. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đừng nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Dạ Quang TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người.